bắt đầu thấy khe đây này. À, khe này dọc từ trên này xuống. Đấy, là xuống đến đường nhá. Và là đường bê tông ở dưới này này. Dọc từ trên này xuống đến tiết dưới này thì cũng rộng lắm các bác ạ. Rộng lắm, mênh mông. Phương thức thanh toán biên B thanh toán cho biên A là đưa tiền mặt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thế bây giờ xong rồi thì cháu nhờ chú ký hộ cháu cái đây là người chuyển nhượng. Cháu cảm ơn chú nhé. Yeah. Vâng. Cháu Quyền xin chào các bác, xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang có mặt ở bên dưới nhà của em Tài. Đấy, đang có mặt tại chỗ mà các em hay vác cát ấy. Thì ngày hôm nay cháu quay trở lại để có một cái tin cực kỳ là vui. Và hiện tại thì trên tay của cháu đang cầm một cái số tiền rất là lớn. Đó là 100 triệu. Đấy, mỗi bên là 50 triệu các bác ạ. Đây là 50 triệu và đây là 50 triệu. Và các bác cũng đoán được rằng là hôm nay thì cháu cầm tiền vào đây là có mục đích gì rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì thưa các bác anh chị là cháu có nhận được tin của chú chủ đất có thông báo với cháu là cái chỗ đất mà ngày trước cháu hỏi ấy, thì là chú ấy có thông báo với cháu là cái chỗ đất kia là làm được nhà các bác nhá. Thì cũng được các chú ở bên xã cũng như là ở dưới huyện là ra xem thì cũng tạo điều kiện để cho gia đình là làm nhà. Thì ngày hôm nay thì cháu có cầm số tiền của cô Vũ Thị Nga ở bên Úc. Là cô Vũ Thị Nga có dặn với cháu là như này. Đấy, cái số tiền này thì cô tức nghĩa là cô tặng cho Quân. Đấy, thì hôm nay thì thưa các bác là Quân thì đi học rồi các bác. Đấy, thì Quân lại bảo với cháu rằng là cô Vũ Thị Nga tặng cho em thì em lại tặng cho bạn Tài. Đấy, tức nghĩa là cái số tiền này là cô Vũ Thị Nga 100 triệu là cô Vũ Thị Nga là muốn tặng cho bạn Quân. Đấy, để Quân mua đất. Đấy, sau đó là mua đất xong thì Quân lại tặng cái mảnh đất kia cho bạn Tài. Đấy, một cái tình bạn rất là cao cả và một cái số tiền cực kỳ là lớn của cô Vũ Thị Nga là gửi đến cho các hoàn cảnh. Đấy, thì ngày hôm nay thì thưa cô bác anh chị là cháu cũng ra đây thì thấy các em là đang xúc cát ở bên kia kìa các bác. Và cháu cũng có hẹn với chú chủ đất ở nhà đợi rồi. Và ngày hôm nay thì cháu cũng sẽ nhờ cả chú trưởng thôn các bác nhé. Chú trưởng thôn tại thôn ở đây để chú ấy sẽ là người chứng kiến. Hợp đồng thì trên ba lô của cháu đây rồi. Hợp đồng mua bán đất ở đây rồi. Và bản thân của Tài ấy thì là hiện tại là còn bố còn mẹ. Thì Tài vẫn chưa đủ tuổi để gọi là đứng ra để mua bán một cái gì đấy mà số tiền lớn cả. Tại vì các em là chưa đủ tuổi. Nên là cháu sẽ cho bố với cả mẹ của Tài để đứng cái tên cái mảnh đất đó. Như Quân thì Quân chưa đủ tuổi ấy, các bác, thì cháu là người đại diện đứng hộ, gọi là đứng hộ ra để cháu đứng tên đất của em Quân. Và sau này em Quân đủ 18 tuổi thì cháu sẽ chuyển toàn bộ đất đấy cho em Quân. Như em Tài đây thì có bố có mẹ thì cháu sẽ cho đứng tên của bố mẹ Tài luôn. Đấy, đây là em của Lập này, cũng hôm nay là cũng ra đây để vác cát đúng không? Đấy, em gửi lời chào. Đấy, nhìn ra kia gửi lời chào đến các ông các bà nào. Con chào con các bà. Thế là hôm nay là cũng ra đây để vác cát, mỗi người một cái sọt đây đúng không? Vâng. À, cố gắng nhá. Vâng. Thế hôm nọ anh cho tiền đi mua con áo chưa? Mua rồi. Mua rồi, được mấy bộ? Một bộ. À, được một bộ đúng không? Vâng. Ừ. Anh trai với cả Tài thì đang xúc cát ở đây này. Tài gửi lời chào đến các ông các bà nào em. Dạ con chào các bà, có gì chú bác ạ? Em ra đây xúc cát lâu chưa? Em ra lâu rồi. À, đây Lập đây, bạn này bạn Lập các bác ạ. Con chào con các bà.
Lập cũng ra đây xúc cát đúng không? Vâng. Đấy, Tài để anh gắn mic nào. Hôm nay là thông báo cho Tài một tin vui nhá. Dạ vâng. Đấy, trên tay anh đang cầm cái số tiền rất là lớn này. Tài thử đoán xem là đây là bao nhiêu tiền. Chưa biết hả? Chưa biết à? Dạ. Đã bao giờ mà được cầm số tiền lớn như thế này chưa? Dạ em chưa. À, chưa bao giờ đúng không? Vâng. Thế ở nhà bố mẹ đã bao giờ kiếm được cái số tiền lớn như thế này chưa? Dạ chưa. Chưa đâu. Vâng. Và cũng chưa bao giờ thấy số tiền lớn như thế. Dạ. Đấy, thông báo cho Tài luôn nhá. Hôm nay thì anh có nhận được phần quà của cô Vũ Thị Nga là gửi đến cho em để mua đất. Cô là gửi tiền đến cho em rất là nhiều. Dạ. 160 triệu là để em làm nhà. 100 triệu là để em mua đất. Nhưng mà sau một thời gian thì anh với cả em đi thương lượng được với chú chủ đất thì chú chủ đất là bất được cho em là 10 triệu đúng không? Vâng. 10 triệu thì cô Vũ Thị Nga vẫn cho em là 100 triệu. Để thứ nhất là như này, cô sẽ lấy 10 triệu kia để cho em là bây giờ nợ ngân hàng bao nhiêu? 16 triệu à. Nợ ngân hàng là 16 triệu thì cô sẽ cái phần 10 triệu kia thì cô sẽ cho vào cho em để giả ngân hàng. Còn 90 triệu thì sẽ đi mua đất để chuẩn bị khởi công làm nhà. Dạ thì vâng. Anh cũng thông qua bên chính quyền ở xã thì các chú ấy cũng tạo điều kiện cho mình làm nhà ở trên kia rồi. Nhá. Vâng. Thôi bây giờ là bây giờ đi về để đi mua đất đã nhỉ? Thì tí nữa xong làm xong mua đất xong ấy thì mình vào đây vác cát sau. Vâng. Ừ. Đi, bây giờ là bây giờ em đi đón bố nhá. Bố dạ. Bố em đâu? Bố em ở nhà. Bố em ở nhà. Vâng. Thế còn mẹ? Mẹ lấy cát ở bên kia cùng các thím chung. Mẹ có đi được không? Mẹ không biết được, nếu mà đi thì chắc là chậm. Chậm à? Chung nhau ấy thì người tí lại người trước người sau ấy. À. Không công bằng. Thế thì bây giờ anh bảo, bây giờ em đi về lấy cái thẻ căn cước của mẹ này. Xong rồi đi đón bố. Vâng. Lấy cả thẻ căn cước của bố. Xong đi sang nhà chú chủ đất ở bên kia. Anh sẽ đi sang nhà chú chủ đất trước. Sau đó là mình sẽ đi sang bên đấy để làm giấy tờ mua bán đất. Vâng. Còn cái phần đất ấy thì là ngày trước là cháu cũng xem rồi. Đấy, còn là chú trưởng thôn ấy các bác, chú trưởng thôn thì là em trai của chú bán đất. Đấy, em trai ruột của chú bán đất thì chú ấy là nắm được cái phần đất kia hết rồi. Thế bây giờ là vừa nãy cháu bảo là nhờ chú ấy ra đi quanh một vòng. Đấy, để xem ấy thì vừa nãy chú ấy bảo chú ấy bận thì tí nữa cháu sẽ đi ra kia để nhờ chú ấy một chút xem là chú ấy có ra được không. Nếu mà chú ấy ra được thì mình sẽ ra chỗ đấy để gọi là xem một vòng để chú ấy làm người chứng kiến. Và sau đó thì mình sẽ làm giấy tờ để mua bán. Còn bây giờ thì xin mời các bác đồng hành cùng với anh em cháu ạ. Một lần nữa thì cháu cũng thay mặt cho em Tài xin gửi lời cảm ơn đến cô Vũ Thị Nga ở bên Úc rất là nhiều. Cháu xin chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an ạ. Cháu đã nhờ chú chủ đất và bố của Tài, em Thu nữa vào đây để xem đất của nhà chú chủ đất là đến đâu. Thì tí nữa sẽ chỉ cho chú chủ đất với cả em Tài gia đình biết là mình mua với giá 90 triệu thì là đất là sẽ từ đâu đến đâu nhá, để gia đình em tự biết nhá. Tí nữa làm giấy tờ ấy thì là sẽ để cho bố em với cả mẹ em đứng tên, anh sẽ là người ở ngoài để anh hỗ trợ thôi. Với cả hôm nay thì bảo là nhờ chú trưởng thôn thì là em trai của chú chủ đất ấy, thì là chú ấy đang khảo sát gọi là tới này họ phát triển du lịch ở bên kia ấy, thì chú ấy không có thời gian để đến trên này, thì tí nữa xem đất ở đây xong thì cháu sang kia để bàn giao tiền cũng như là làm giấy tờ ấy thì sẽ nhờ chú ấy làm người chứng kiến các bác ạ. Còn cái mảnh đất này thì chú trưởng thôn này chú cũng biết rồi, tại vì bìa đỏ là vẫn đang chung với cả nhà chú ấy nhỉ. Chung à? Vừa rồi đo hết rồi mà chưa xong ấy. Thì cháu bảo này, thì tới này là khi mà bìa đỏ của chú đứng tên riêng của chú về cái mảnh đất này rồi ấy, thì cho bố của Tài mượn cái bìa đỏ của chú đi tách nhá. Tách thì nó đơn giản thôi, nó không phải làm lại bìa, tách thì nó một tuần là xong. Gọi là tách bìa ra thôi mà, cái mảnh này thì tách thoải mái, tại vì nó cũng đủ diện tích. Ê, Áo ơi, Giang không? Giang không chí thằng ra chạy cái máu hả? Từ cái thửa đây à chú? Từ trên này xuống là đất nhà mình ấy. Gọi là từ đường bê tông này sang kia đúng không? Từ đường bê tông sang kia. Ở đây là
tên này PO nam nào nè, tên tháng này long thèm ó đấy, từ cái bậc này xuống đúng không chú? Từ bậc này xuống. Toàn bộ cái cây trồng ở trong này thì là khi mà cháu mua đất ấy thì là chú cũng gọi là bàn giao hết lại cho gia đình. Đấy, còn là sau này chú chắc đào đất thì lại để làm nhà ấy, chắc cũng đào gần hết rồi các bác. Sẽ tận dụng lại xem là những cái cây nào mình để lại được thì sẽ để lại. Măng này chú trồng đã năm nào thu hoạch chưa? Chưa, vì không chăm sóc được. Đấy, nó cứ thối suốt này, cứ lên là nó thối. Theo chú là làm nhà ở chỗ nào? Đây nhỉ? Tầm chỗ này nhỉ? Khu này là đẹp này, khu này chắc chắn. Này chắc chắn. Đấy. Đào đến gốc cây kia thôi, xoan kia thôi. Gốc xoan kia là... Gốc xoan kia là hạ từ đây xuống đến gốc xoan là được một nền rồi nhờ. Thoái mái rộng. Xoan kia là thoải mái. Thế là chiều ở bên kia là đến đâu chú? Đi xem đi. Xem để sau này còn biết đấy. Chẳng may là bây giờ thì nó không có vấn đề gì sau này, ví dụ như nhà tài đây, mua xong này. Đây thì không tranh chấp với ai cả vì nó có khe đây rồi. Bây giờ chú cứ chỉ cho bố của Tài biết là đất của nhà chú đến đâu đi, để cho bố của Tài với cả Tài biết. Đấy, đây là toàn bộ những cái cây này, cây bên này là có vẻ như tốt hơn. Cái này là cùng một đợt chú trồng hay là ở đây là chú trồng trước? Sao ở đây nó lại tốt hơn nhỉ? Chỗ này khả năng đất nó tốt hơn. À, đất nó tốt hơn, nó mới tốt hơn thôi, không phải là chú trồng trước đâu. Đây có cái khe đây đúng không chú? Ừ, khe nước. Đấy, bắt đầu thấy khe đây này. À, khe này dọc từ trên này xuống. Đấy, là xuống đến đường nhá. Hoặc là đường bê tông ở dưới này này. Ừ, thế này thôi mà. À ơi, này ó. Ừ. Thầy ruộng này to mát lên này ó. Thế chờ ó. Mới ngắn nó. Thế còn đến hôm này khó. Ừ. Ồ. Chưa được không à? Này, bê ba chưa kể bông. Này, bữa nay éo khải chiến là chưa kể mao ó. Lấy ô. Nghe nó. Hát lại à nè. À. Hát để lấy ô. Cái lũ đây. Bố của Tài bảo là đòi muốn lấy ở bên dưới đường nữa. Để cho chú này cho, chú bảo là ở bên dưới đường thì chú không cho đâu. Giá đấy thì chỉ cho ở trên đường này thôi. Thì là sẽ, đây em đứng ở bên kia quay cho các bác xem. Xuống cái tít dưới này, nếu mà để mà lấy thước kéo ấy, thì là dọc từ trên này xuống đến tít dưới này thì cũng rộng lắm các bác ạ. Rộng lắm, mênh mông. Đây nhà Tài trồng à? Đỗ này Tài. Phải không? Đây. Ở dưới này có cái đường bê tông các bác nhá. Đấy, xuống dưới này. Dọc lên hết trên này. Cái đất này nó đang kiểu như ở bên kia nó yếu hơn sao nó sạt. Ở đây thì đất nó chắc hơn này. Thì nó không bị sạt. Nó lại vuông ở nhọn nhọn ra đằng này. Đấy, Tài nhớ nhá. Bố không biết thì mình biết là đây này, đến gốc cây kia kìa. Ở đây có một cái đường gọi là chắc ngày xưa đào làm cái hào hay cái gì đấy để phân chia đất đấy. Đây, cái này là của họ, bên từ đây sang kia là của em. Nước đấm rồi à, bác họ à. Đấy là tới này các thứ đất ở đây là em sẽ trồng ngô hay là trồng cái gì đấy là việc của em rồi, thì là nó là đất của mình ấy đúng không? Mấy muối lên mai mốt là anh sẽ đánh cái xúc vào đây để múc luôn cái nền ở nhà cho em luôn. Đây này, cũng mùn luôn. Đấy, còn xuống đến đường bê tông là từ đường bê tông hất lên trên này đúng không chú? Đúng. Còn đấy, đến đường bê tông ở đây. Vâng. Áo ơi, tao lô đi bảo nó. Đi học tài nửa lô mà chưa? Cá chưa? Mới có con nửa lô được chưa? Áp lư mà chỉ bị hóc tao lô thêm mà. Tài nửa lô mà này, tài đâu khui này bảo không? Chưa nào à? Đấy, thế là xong rồi các bác. Đấy, tí nữa cháu sẽ đi sang nhà chú giáo này để làm giấy tờ, thì sẽ nhờ chú trưởng thôn ra để chú ký chứng kiến là anh em cháu bàn giao tiền. Thoải mái rộng chắc chắn. Bán cho nhà Tài có tiếc không chú? Tiếc thì cũng có tiếc ấy, nhưng mà anh em trong làng này giúp đỡ nhau thôi mà. Vâng.
Để cháu đi chỗ khác thì cháu cũng xa. Bán cho con cháu trong nhà đi. Thôi coi như là không tiếc đâu chú ạ. Không tiếc đâu. Đấy. Cho con cháu làm ăn. Tới này là sẽ chỉ đào đến tầm này thôi. Chỉ đào được gốc cây xoan này là ok. À. Thoải mái rộng. Nhà cái chiều ngang thì cháu cũng chỉ làm tầm khoảng độ đâu nhỉ? 11, 12 mét thôi mà. 11 mét. À. Cả bếp. Cả bếp là 11 mét. Nhà ngang. Hướng ngang này. Vâng. Cửa hướng ra kia. Đẹp quá. Nuôi gà, nuôi lợn chả ảnh hưởng ai giàu vào hết. Có măng nữa. Dạ. Măng tiếc quá, hôm nay lại không có em Quân đi cùng. Đấy, măng này, ví dụ như măng này mà bây giờ mà bẻ đi luộc xong là làm măng ớt các thứ là được rồi các bác ạ. Ngày xưa chú ở đất nhà chú này ngày xưa trồng cái gì chú? Trước mà chưa trồng cây này vào ấy, măng bắt trước độ đây vào. Trồng sắn một thời. À. Sắn để trồng lúa nương. Vâng. Ê, bây giờ là chỉ đất xong rồi thì bây giờ là cháu với cả bố Tài với Tài là sẽ đi sang nhà chú nhá. Xong là cháu nhờ chú trưởng thôn ra để chứng kiến một lúc nữa thôi là xong rồi. Bên này thì đấy những cái bậc thang thang này. À cái bậc này. Nhưng mà đây thì cũng giáp đất nhà Tài thì cũng chả có gì tranh chấp rồi. Đất Tài thì không có suy nghĩ gì. Vâng. Nhà Tài còn liết con này là hợp lý quá nên. Vâng. Liền, ngày liền xưa. Luôn. Ngày xưa đất nhà Tài có một tí ở đây thì cũng chả biết là làm cái gì ở đây. Nhưng mà bây giờ thành ra là nó nối vào nhau nó rộng ấy. Thì là thoải mái luôn. Thôi mua được mảnh đất này là quá tuyệt vời rồi em ạ. Đấy. Nhiều người ước mơ như em là còn không được ấy. Đúng không? Đấy bây giờ là mua đất ở đây quá rộng. Có măng bát độ ở đây này. Xong là nhà em để ngay trên này. Ở trên kia mình vẫn để làm cái lán cho con trâu con bò ở đấy và rơm ngô lúa các thứ mình vẫn để trên đây thì mình ở thôi. Nước thì ở trên kia mình kéo xuống đây rồi, điện thì cũng kéo từ cái nhà cũ xuống đây rồi, gọi là điện nước đầy đủ luôn đúng không, thoải mái tất cả mọi thứ rồi. Đấy, các bác bây giờ thì cháu sẽ di chuyển đi sang nhà của chú chủ đất này các bác nhá, để sang bên đấy bàn giao tiền với cả làm giấy tờ. Thưa các bác anh chị, đây là tổ ong khoái. Hiện tại thì cháu với Quân là đang lấy về nhà rồi các bác ạ. À, đây là sản phẩm mật ong khoái nguyên chất 100% lấy từ rừng già về, không có pha tạp gì. Và cái này là mật ong này không thể nuôi đường được các bác nhé. Đấy, đây là tổ ong khoái. Ngày trước thì em Quân cùng với các bạn là hay đi lấy này. Nhiều nước lắm, nhiều mật lắm. Nhiều mật lắm đây này. Các bác thấy là cái bầu mật này khá là to này. Đấy, mật thì cũng đã chảy ra rồi. Về cái sản phẩm mật ong hoa bạc hà thì hiện tại là chuẩn bị đến mùa, còn mật ong khoái thì chuẩn bị là hết mùa rồi các bác nhé. Đấy, em rót vào cốc này đi. Đấy, mật ong mùa này thì nói chung là mùa mưa thì nó sẽ không được đạt lắm, nhưng mà mật thì mật nguyên chất 100% các bác yên tâm. Và rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ về những cái mặt hàng đặc sản hiện tại là anh em cháu đang bán ở trên kênh để cháu có thêm cái khoản kinh phí. Mật ong khoái này thì cháu đang bán với cái mức giá đó là 600.000 một chai 1 lít mật ong nguyên chất 100%. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ về cái sản phẩm hiện tại là cháu đang bán. Còn bây giờ thì xin mời cô bác anh chị tiếp tục theo dõi video ạ. Thưa cô bác anh chị, là hiện tại thì cháu về đến nhà của chú chủ đất đây rồi các bác. Và ngày hôm nay thì cháu có nhờ chú trưởng thôn đây nữa. Đây là chú trưởng thôn. Chú này thì chú ấy cũng biết cái mảnh đất ở trên kia rồi đúng không chú? Có biết. Hôm qua thì cháu cũng ra đây đợi chú đến tối ấy. Chắc là hôm qua chú cũng có việc bận đúng không? Hôm qua có việc thôn không ra được. Vâng. Đấy thì hôm qua thì cháu đợi chú thì không đợi được ấy. Thì cháu lại đi về. Thì sáng nay lại lên đây sớm. Bố của Tài thì hôm qua là về đây nhưng mà hôm nay thì mẹ của Tài vào đây các bác. Đấy thì cũng thưa với chú là cháu thì hiện tại là về chia sẻ hoàn cảnh của gia đình em Tài ấy, thì là cũng nhận được phần quà của cô Vũ Thị Nga ở bên Úc. Đấy, cũng hôm nay có chú trưởng thôn đây thì cũng báo cáo với chú luôn thì nhận được phần quà của cô Vũ Thị Nga ở bên Úc ấy là cái phần tiền để làm nhà là 160 triệu. 160 triệu thì
cái phần tiền đấy thì cháu cũng sẽ nghiên cứu là làm cái nhà cấp 4. Đấy, 3 phòng ngủ và lợp tôn xốp. Đấy, có nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín, có nhà bếp và ốp lát gạch hoa nữa. Đấy, còn liên quan đến làm nhà thì cháu phải mua đất, tại vì nhà của Tài thì làm nhà cũ thì bây giờ tới này còn có con trâu nữa, à con bò nữa, thì lại buộc ở nhà xây thì chắc nó không hợp lý, thì cháu bảo cái nhà cũ không tháo ra nữa, kệ nó để đấy. Thì bây giờ là mình sẽ mua ở cái mảnh đất ở bên dưới, thì là cái mảnh đất đấy ngày hôm nay thì cháu nhờ chú ra đây để làm người chứng kiến. Mua cái mảnh đất thì ngày trước là chú chủ đất đây, chú bảo lấy 100 triệu, thì sau một thời gian đàm phán thì chú cũng bớt cho 10 triệu, thì chú ấy lấy 90 triệu. Thì cái mảnh đất đấy coi như là cháu mua xong thì toàn bộ cái cây ở trên cái mảnh đất đấy là thuộc về Tài hết chú nhé. Không, mấy cây không phải cái vòng, cây để chú chặt để làm cúi. Cây gì? Cái cây xoan. À, cây to gì? À, có cái cây xoan to gì? À, nhưng mà chú chỉ được chặt cái to đấy thôi nhá. Còn mấy cái cây gọi là cây măng. Cái măng. Vâng, cây măng với cây chầu với cây chè thì kệ. Cái măng đúng rồi, cái đấy thì thôi chặt để cho gia đình ấy. Còn nhà chú này chú nấu rượu ấy thì có cái mấy cái cây to chú bảo là muốn chặt về để nấu rượu. Thì thôi mấy cây to kia để cho chú chặt về nấu rượu cũng được. Nhá Tài nhá. Ừ. Thì chú ạ, tới này thì cháu mua đất xong ấy, để cháu lấy mấy xúc vào để cháu múc nền. Thì cũng báo cáo với thôn là như vậy, cũng rất là mong các chú ở trong thôn cũng tạo điều kiện cho anh em cháu đi làm chương trình thì để hoàn thiện cái ngôi nhà cho Tài trong thời gian là sớm nhất có thể. Thế là tốt rồi, cho gia đình đó. Vâng. Thế cho những hộ nghèo được cái nhà ở thì thế là tốt rồi. Vâng. Bây giờ là hôm nay là cháu cũng có soạn xong cái biên bản hôm qua trong cái lúc chờ đợi chú ấy, thì cháu cũng soạn xong cái này rồi. Thì tí nữa cháu sẽ mang cái bản này đi photo, mỗi người cầm một bản chú nhé. Có tức nghĩa là có hai bản, bây giờ viết ra thì nó như nhau thôi, mình viết nó chậm nó lâu ấy thì cháu không viết nữa. Cái photo được nào? Vâng, cháu điền cho nó bản. Cái này là cháu sẽ ghi cả số căn cước vào đây, địa chỉ nơi ở rõ ràng, và cái thửa đất thì nó ở tại Na Chân, Nắm Dẫn, Xín Mần, Hà Giang, ở bên dưới nhà cũ của Tài, cái toàn bộ cái mảnh đất đấy. Thì bây giờ mình chưa đo được cái chỗ đấy là nó tổng diện tích của cái mảnh đất đấy là bao nhiêu ấy, thì cháu cũng chỉ ghi chung là cả cái quả đồi ở bên dưới nhà của em Tài đấy thôi. Còn bìa đỏ thì hiện tại là tất cả những cái liên quan đến đất đai, về đất trồng các thứ ở huyện cháu ấy, của bà con, thì bây giờ đang đo lại, thì chắc 1-2 năm nữa thì sẽ có bìa. Có bìa thì Tài anh bảo nhá, mấy đứa có bìa nhà chú này rồi thì em với cả bố với mẹ sẽ vào đây để lấy cái bìa nhà chú đi tách ra. Tức là tách ra nó... Cái này có bìa gì? Nó bìa gì cả quả đồi đấy, tới ra cái bìa đấy chuyển là tiên này. Chuyển tiên, ví dụ cháu còn giáo sang tiên gì còn thành rồi. Vâng. Đấy không phải tách rồi. Bây giờ mỗi một mảnh đất là nó có một cái bìa riêng. Thế là... Chỗ đấy thì bây giờ gia đình bán cả cái quả đồi đấy cho nó liên quan đến gì đến gia đình rồi. Chuyển tiên rồi. Thế thì nó lại dễ hơn nhỉ? Chứ không như ngày xưa là đất của mình có bao nhiêu là chung một cái bìa này hết. Đúng rồi, trước đây nó chung, bây giờ đo mới bây giờ không chung. Vâng. Cần một mảnh bé như này, trên một mảnh, dưới một mảnh, nó có hai bìa thôi. Vâng, vâng. Vâng. Thế thì ở đây thì có cháu đọc cái giá chuyển nhượng và cái phương thức thanh toán cho gia đình, để cho gia đình biết này. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất bên A và bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho bên B được quy định ở điều 1 hợp đồng này với số tiền là 90 triệu đồng. Phương thức thanh toán bên B thanh toán cho bên A là đưa tiền mặt. Đấy. Việc bàn giao đăng ký quyền sử dụng đất là... Đấy, cái này thì như vừa nãy tự thống nhất với nhau rồi, thì sẽ tự cho gia đình Tài về đây để lấy cái... Sau này xong cái bìa ấy, thì mình sẽ cầm cái bìa đấy luôn để đi chuyển sang tên của gia đình Tài luôn nhé. Đấy, còn bây giờ thì gia đình của Tài ấy, thì còn bố còn mẹ thì cháu sẽ cho bố của mẹ của Tài là đứng tên cái giấy tờ mua bán này luôn, sẽ không phải là cháu đứng ra để đại diện cháu mua nữa. Bây giờ nếu mà để Tài không đủ tuổi thì cháu đứng ra, nhưng mà bây giờ còn bố còn mẹ thì sẽ để cho bố mẹ của Tài tự đứng ra. Cái này thì gọi là giấy tờ viết tay để mình làm cái sau này chẳng may có vấn đề gì thôi. Nếu mà đúng ra theo ấy luật ấy thì mình phải đi vào xã để làm giấy tờ, còn cái đây gọi là gia đình mình viết tay với nhau thôi chú ạ. Đấy, thì bây giờ là thế là được rồi. Vâng.
Cái này cháu đọc cái phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng ấy. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không ép buộc. Cả các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. Đây là phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng. Chú đọc qua không? Xong là chắc là cháu sẽ đưa tiền cho chú nhé. À, thế nhà của Tài bây giờ hình như còn nợ ngân hàng mười mấy triệu rồi chú nhỉ? Nhà của Tài 20 mấy giờ sổ mới được 20 triệu sao? 20 triệu cả. À. Thế là còn nhiều phết đấy nhỉ? Tài nhá, anh thông báo với Tài nhá. Thì đây là số tiền là 100 triệu. Đấy, hôm qua là anh đi rút thì không biết là có thiếu hay không. Thì ngày xưa là cô Vũ Thị Nga cô bảo với anh như thế này, là chú ấy là coi như là mua đất là 100 triệu thì chú bớt cho em là 10 triệu thì coi như là chú cho em. Đấy, hiểu không? Coi như là chú chủ đất này chú ấy cho em để cái 10 triệu này để em đi giả ngân hàng nhá. Coi như là chú chủ đất là chú ấy tặng cho em là 10 triệu để em đi giả ngân hàng đấy. Không là mình mua đất 100 triệu là sẽ không giả được ngân hàng 10 triệu. Nhưng mà giả trước 10 triệu có được không chú nhỉ? Có, giả bao nhiêu có được. À, đấy. Đến mùng 8 này giả luôn. À, thế thì đến mùng 8 thì anh sẽ đưa cho em 10 triệu nhá. Để em vào đây để đi cùng, đi lên xã để người ta lên ấy. Xong là mình giả trước 10 triệu nhá. Hay là nếu có tiền tài khoản tí chuyển trực tiếp tài khoản vào ngân hàng luôn. À. Không phải lên xã. Vâng, vâng. Chú sẽ cho cái biên lai like. Vâng, vâng. Để theo cái báo biên lai like trực tiếp vào ngân hàng. Vâng, vâng. Đến mùng 8 ngân hàng khác có cái phiếu thu cho. Vâng. Hay là đợi xem trong thời gian tới có thêm kinh phí không thì mình giả hết luôn, đỡ phải đóng tiền lãi nhỉ. Không, bây giờ hàng tháng là cũng phải đóng tiền lãi ngân hàng ấy. 20 triệu, thế giả được 10 triệu thì còn thiếu 10 triệu nữa. Đấy, bây giờ là chú thử đếm này, chú đếm một cục này xem có đủ không, tại vì sợ vừa nãy cháu đi cháu lại rút đấy. Cháu đếm ở bên này. Tài bảo với mẹ nhá. À, thứ này là thứ ở Nga ảo phải đang là ó. Nam à? Thằng ra tiếng Anh ó. Đây ta ảo này thứ cầu xếp chiều. Đấy, văn này ở trên mà hả này, trên hả cầu xếp chiều ó. Dạ lên đi mi xếp chiều. Lên chỉ văn ở về quên ngân hàng ó. Bạc chiều. Đấy, ảo xếp chiều với quên ngân hàng. Thứ giả lên mà này chỉ văn hoàn dân ảo ó. Ờ. Ờ, văn này được khâu này để à khâu yếu à? Ờ. Khâu yếu à ta? Văn này là na lên. Văn đã khâu ở đây nó. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 triệu rồi chú. Lấy ra 10 triệu trước xong là đếm ở đây là 40 triệu là đủ rồi, đúng không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này, 25 này, 26 này, 27 này, 28 này, 29 này, 30 này, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Đấy, cháu lấy ra kia là 10 triệu. Mỗi cục là có 50 triệu. Đấy, chắc chú đếm lại một lần nữa đi cho chắc. Một tí lại thiếu ấy. Đấy, chú này là đủ 50 triệu rồi đúng không chú?
Đấy, ok, vậy là đủ tiền rồi nhá. Đây, đây là số tiền 90 triệu các bác ạ. Thì cũng bàn giao lại cho chú chủ đất rồi. Đấy, bây giờ xong rồi thì cháu nhờ chú ký hộ cháu cái. Đây là người chuyển nhượng. Mẹ của Tài có biết ký không? Không. Thế làm gì, làm kiểu gì? Điểm chỉ vào à? Ký điểm chỉ chứ. Cháu thiếp chiều lên tương vấy nào. Ừ, cháu thiếp chiều. Cha tư là gì thầm màu á. Nó lâu này. Còn mấy nhà cha ta, mấy du chầu ta. Mấy mấy cả đàn nọ. Mấy mươi. Mấy mươi đám đi chạy kẻ rau à? Ồ. Áo giang ấy phải hóc phát đây à? À, làm như nào tí này. Thế để nào mà mình ra chỉ nó đỏ. Này. Bây giờ Tài lấy bút vé vé vào cái ngón tay của mẹ không để mẹ ấn vào đây phát. Ghi tên của mẹ ở dưới là được. Thì lấy cái bỏ chú cầm không giống giống. Hello, chú vào hơi tẩy. Thế tẩy lên tiếp ớt đến đây. Này, Tài. Hấu rồi à, hấu vắng à. Ờ. Ừ. Vé vào tay của mẹ. Đấy. Xong rồi tí ấn vào đây phát. Ghi tên của mẹ vào đây là được. Được, được. Thôi cảm ơn chú nhá. Cảm ơn chú chủ đất bớt cho 10 triệu thì gia đình cũng có thêm 10 triệu nữa để giả ngân hàng. Thì tới này thì 10 triệu nữa mẹ nhà còn bao nhiêu. Thế là bán được rồi chú ạ, à. Bán mảnh đất bé tí mà bán được 90 triệu rồi. À, cháu cảm ơn chú nhá. Yeah. À, đấy, nếu mà bán cho người khác chắc chả bán được giá đấy đâu. Nhưng mà chú ấy cũng tốt rồi các bạn. Nhà chú vẫn còn rượu chứ? Còn ạ. À. Hôm nào có các bác nào mua không chú? Hôm nào có các bác ở đấy, em ghi tên của mẹ vào đây. Cái gì mẹ tên là gì? À. Đấy các bác ở dưới xuôi mà lấy rượu này, lấy lợn này, lợn bản, lợn chuẩn ấy, hay là lấy rượu rượu đây, rượu tự nấu bằng củi ấy, thì có thể là gọi cho chú này để lấy rượu trực tiếp nhà chú ấy. Nhưng mà rượu này gửi hơi khó nhỉ chú nhỉ? Gửi bưu điện. Vâng, gửi bưu điện thì cước hơi cao. Thì các bác mà lấy thì các bác sẽ phải đặt cọc trước. Đấy, tự nhiên đặt cọc trước thì chú này chú mới dám gửi, phải vì cước nó cao quá. Bưu điện nó mới đảm bảo gửi xe hay đổi linh tinh đi. Vâng. Thế là chú ắt gửi bản nào con cho có khả lô xem như bản xảy lên nó đưa bằng con cho xảy lên tàu xe đi phẹt. Khả lô giải bản cờ văn cho tẩy. Đến nay chú bản 20 ngày. Cờ văn này phải lên nó mới xuống khổ văn này đây đọc. Vâng. Lên đi khổ. Văn đây văn đấy, phải khấu tí yếu dài đấy mẹ. Nọ. Văn đây đồng thổ. Thế thì thưa cô bác là vừa rồi thì cháu cũng nhờ chú trưởng thôn là ra đây để làm xong giấy tờ. Giấy tờ xong rồi các bác nhá. Số tiền 90 triệu thì cũng đưa cho chú chủ đất rồi. Thì trong thời gian vừa qua thì cháu đi làm chương trình thì cũng rất là được sự tin tưởng đồng hành của toàn thể các bác. Thì trong những lúc mà anh em cháu đi làm thì cháu cũng muốn là minh bạch và rõ ràng. Khi mà trao đến phần quà nào cho các hoàn cảnh thì cháu cũng phải có video để đăng tải lên. Đấy, thì ngày hôm nay thì với số tiền như vậy thì cháu cũng trao cho chú chủ đất và có cả chú trưởng thôn và gia đình ra đây để chứng kiến rồi. Nên là rất là mong các bác yên tâm. Và thay mặt cho gia đình thì cháu cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Vũ Thị Nga ở bên Úc. Cháu xin chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Tí nữa cháu đi photo xong cho chú cầm một bản nhé. Cho Tài cầm một bản nhé.
Thế là xong rồi nhỉ chú nhỉ. Cháu cảm ơn chú nhá. Dạ. Cảm ơn chú trưởng thôn nhé. Hôm nào chắc làm xong nhà thì cháu mời chú lên nhà mới một bữa. Được. Chú nhá. Dạ. Cháu cảm ơn nhé. Dạ. Chú cũng đang rất là bận luôn các bác. Vừa rồi là nhờ chú ra được một lúc thôi thì chú lại phải đi về. Đấy, tí lại quên 10 triệu ở đây nữa thì chú nhỉ. Cái này đi giả ngân hàng đấy. Cái này mùng 8 nhá, tài nhá, thì anh sẽ đưa để đi giả ngân hàng nhá. Đấy, bây giờ là giấy tờ thì đây anh cầm rồi, thì anh đi photo thành một bản nữa nhá. Thế mẹ bây giờ là tiếp tục đi về để đi vác cát đúng không? Đấy, tài hôm nay là cảm xúc thế nào? Rất là vui ạ. Đấy, bây giờ em gửi lời cảm ơn đến bác đi. Dạ, con cảm ơn bác Vũ Thị Nga rất là nhiều ạ. Bác đã tài trợ cho con một ngôi nhà và một mảnh đất ạ. Con chúc bác luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Đấy, anh sẽ luôn luôn là dặn các em là như này. Bây giờ ấy, các em là được các ông các bà, đặc biệt là cô Vũ Thị Nga giúp đỡ ấy. Nên là các em đừng có làm cho cô phải thất vọng về các em nhé. Vâng. Đấy, bây giờ là đi xe thì phải đội mũ bảo hiểm vào, không đủ tuổi thì có thể châm trước được. Nhưng mà đi xe mà không đội mũ bảo hiểm xong còn phóng nhanh thì đấy, mọi người sẽ thứ nhất là nghĩ cô như thế nào. Đấy, mua xe cho các em phải biết chứ. Vâng. Đấy, khi mà nghe được những tin như vậy thì cô cũng buồn lắm ấy. Đấy, cô mua xe cho các em là để cho các em đi học, để cho các em có phương tiện đi lại, nhưng mà các em đi xe lại không đội mũ bảo hiểm, lại phóng nhanh như thế, thành ra là bây giờ ấy các chú giao thông mà bắt, thế là thứ nhất là trách anh này, thứ hai là ai là người mua xe cho này, đúng không? Vâng. Đấy, từ giờ trở đi là phải rút kinh nghiệm nhé. Vâng ạ. Đừng có xảy ra lần thứ hai nữa. Thôi bây giờ thì em đi về đi. Vâng. Anh cũng đi về. Cháu cũng xin dừng video ở đây đấy các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào các bác. Dạ con chào các bà, có gì chú bác ạ.